phố đi bộ Hàng Đào, Đồng Xuân, Hà Nội. Đây là nơi làm việc thường xuyên của Nguyễn Danh Vĩnh. Anh chỉ có 15 phút để hoàn thành một bức họa mà thông thường người ta cần ít nhất 3 tiếng đồng hồ. Suốt 4 năm nay, người họa sĩ 20 tuổi này đã vẽ không biết bao nhiêu bức tranh cho khách bộ hành trên con phố đi bộ. Bên cạnh những gian hàng xén, những dịch vụ thương mại trên phố, những họa sĩ như anh đã làm cho con phố đi bộ trở nên thi vị hơn, lãng mạn hơn. Nó giúp cho con phố văn hóa trở nên giàu văn hóa hơn. Đó cũng chính là lý do khách hàng tìm đến với anh. Thực sự tuyệt vời, một khoảnh khắc cực kỳ ấn tượng, rất trực tiếp, vẽ như thế này sẽ thể hiện được cái hồn của tôi. Vâng, một khoảnh khắc cực kỳ đặc biệt, tôi rất thích vẽ như thế này. Vì sao chị lại không chụp ảnh? Rất khác với chụp ảnh, vẽ như thế này không lấy toàn bộ chi tiết của bạn mà chỉ lấy những phần đẹp nhất, có hồn nhất, giàu tính biểu cảm nhất và giàu tính nghệ thuật, tính thủ công. Vâng, đầy sáng tạo. Nghề cầm cọ ngồi hè phố không phải là một nghề kiếm bộn. Thu nhập hàng tháng của anh là xấp xỉ khoảng 3 triệu đồng. Chỉ đủ sống. Nếu không đi vẽ trên đường phố, anh có thể dành thời gian để học bài, trau nghề ở nhà. Với tài hoa của mình, Vĩnh có thể làm việc bán thời gian trong một phòng tranh thương mại lớn với thu nhập cao hơn nhiều. Nhưng họa sĩ trẻ nói anh đã chót yêu ký họa đường phố. Mang đến niềm vui cho khách hàng thì đó cũng là niềm vui cho nghệ sĩ. Khi khách hàng cảm thấy rất là vui và mãn nguyện với bức tranh của mình thì đấy cũng là một cái sự khuyến khích cho những nghệ sĩ đam mê theo đuổi nghề nghiệp của mình. Vĩnh là một trong số khoảng chục nghệ sĩ đang hoạt động trên con phố đi bộ của Hà Nội. Họ đang từng ngày từng giờ khiến cho con phố đẹp lên trong mắt của khách bộ hành trong nước và nước ngoài. Thật là thú vị. Vẽ ký họa giúp lột tả được thần thái, cái hồn của bạn. Rất giàu tính nghệ thuật và văn hóa. Nó thực sự ấn tượng. Ở Pháp cũng có và người dân chúng tôi rất yêu thích. Nhưng làm họa sĩ đường phố không phải là lúc nào cũng được khen ngợi. Họa sĩ ký họa đường phố với cái gọi là phòng tranh ngoài trời, có nghĩa là phải thường xuyên chịu đựng cái nóng oi ả của ngày hè khi không có quạt điện, là chịu cảnh ướt sũng dưới những cơn mưa rào bất chợt xuất hiện. Và khó chịu hơn cả là chịu cảnh tranh mình bị từ chối vì một lý do hết sức oan uổng, không giống như thật. Không phải ai cũng hiểu được nguyên tắc nghệ thuật của ký họa. Với những họa sĩ được đào tạo chuyên nghiệp như Vĩnh, việc cầm bút vẽ ký họa là lột tả được cái thần của người làm mẫu, chứ không phải là photocopy toàn bộ đường nét của người mẫu vào như một cái máy ảnh hay một họa sĩ truyền thần. Tuy nhiên, không phải khách hàng nào cũng hiểu được điều này. Đó là lý do họ từ chối bức vẽ, điều khiến Vĩnh không khỏi chạnh lòng. Nhưng dù sao, cũng có những câu chuyện vui động viên anh thêm yêu nghề và trau nghề. Tôi thấy là những người đi khách hàng đi qua và rất là khen Very Good hoặc là như người nước ngoài sao giống thế, thì đó là một sự là tỏ lòng đối với nghệ thuật, hoặc là đấy là niềm khích lệ cho tôi sáng tác và tiếp tục theo đuổi con đường. Ở Việt Nam, có một điều ít ai biết, đó là những tên tuổi như Trần Văn Cẩn, Bùi Xuân Phái hay Tô Ngọc Vân cũng đã từng kiếm sống bằng nghề cầm cọ trên phố. Nó dần dần trở thành một nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam. Nhưng văn hóa này đã bị mai một cùng với những thăng trầm lịch sử của đất nước. Giờ đây, những họa sĩ như Nguyễn Danh Vĩnh đang gìn giữ và phát huy nét đẹp này sau nhiều năm đứt gãy. Khi được hỏi về mong muốn lớn nhất của mình, câu trả lời của họa sĩ trẻ không phải là một phòng tranh riêng tiện nghi. Vĩnh nói, mong muốn của anh là một ngày nào đó, một nhân vật trong tranh của anh sẽ trở thành huyền thoại. Huyền thoại ẩn danh.